Chào anh, thấy chưa thấy ai mà làm giám khảo mà có đặc biệt mà nhiệt tâm giống như anh á. Tại sao vậy anh? À, lý do rất đơn giản là vì Chí Tài là từ hồi đó xuất thân là nhạc sĩ. Thành ra khi có những chương trình như vậy thì tự nhiên trong cái tâm mình tự nhiên nó xuất phát ra. Mặc dù có thể là những cái thời gian này Tài có thể đi thư giãn hay là làm nhiều chuyện khác, có thể kiếm ra tiền, ví dụ ở nhà viết quảng cái này cũng được đó, cho xong chuyện. Nhưng mà không biết sao cứ mỗi lần mà được cái dịp mà ngồi ghế nóng làm giám khảo tất cả những chương trình ca nhạc là Chí Tài đều tới xem các thí sinh người ta tập về như thế nào, và ngồi đó và cùng với các đạo diễn hình ảnh, các đạo diễn ánh sáng, giống như là ban biên tập để mà góp ý cho các em. Các em nghe, tức là em nào cũng góp ý hết, em nào cái nào cũng biết, chứ không có đặc biệt cho người nào. Để gì, mục đích của Chí Tài là để khi mà chương trình phát sóng là phải có những tiết mục thật là đặc sắc và thật là hay để gửi đến tất cả quý vị khán giả nhà theo dõi màn ảnh nhỏ, có thể mình có thể thư giãn và thưởng thức những cái gì thật hay, thật xuất sắc từ các thí sinh. Đó là lý do tại sao mỗi lần tập dượt Chí Tài đều có mặt từ sớm tới khuya. Nhạc sĩ Chí Tài là một cái trường hợp vô cùng đặc biệt, là người thành danh từ nhạc công, nhạc sĩ, ca sĩ, rồi thậm chí là quản lý ban nhạc, rồi bây giờ là một danh hài. Vậy thì và sống qua rất là nhiều thời kỳ lịch sử, cũng như lịch sử âm nhạc và sân khấu. Thì theo anh, cái yếu tố của sự thay đổi ý mà giữa giữa nghe và nhìn của từ hồi trước đến bây giờ và các bạn hiện nay cần phải điều chỉnh, hay là có phải sự thay đổi như thế nào để mà phù hợp với thời đại mới không ạ? Thật sự mỗi một ngày là có nhiều cái thay đổi trên cái cuộc sống chúng ta, là tất cả đều thay đổi và phát triển đi lên. Thành ra là nếu mà để hỏi là làm sao để các em có một cái kinh nghiệm hay là cái trải nghiệm thì cái đó là phải tùy theo các em thí sinh. Riêng bản thân Tài thì không ngừng trau dồi và học hỏi. Có nghĩa là sao? Mình đừng bao giờ mình đứng một chỗ và đừng bao giờ mình nghĩ là như vậy là đủ đối với mình. Và lúc nào mình cũng phải tìm tòi và học hỏi, trau dồi thêm cho cái kinh nghiệm, cái nghề của mình đó. Mỗi một ngày nó càng, nó thật ra là mình giữ vững một chỗ rồi đã khó rồi. Muốn gì đây là mình phải cần phải nâng cao lên. Thật sự á, theo Chí Tài đánh giá là các em các cháu bây giờ là tất cả mọi người đều rất là siêng năng và có tinh thần học hỏi và rất là giỏi nữa. Thành ra là nếu mình không bắt kịp thì mình đã đứng một chỗ, nghĩa là mình đã đi trục lùi. Thành ra là Tài nghĩ bây giờ là thế hệ gì, bây giờ là thế kỷ 21, nó không phải là thế kỷ 18, 19 nữa. Thành ra là Tài lúc nào cũng khuyến khích các em, và mình chỉ góp ý những cái kinh nghiệm mình đã trải qua để cho các em càng ngày các em nâng cao cái trình độ của mình lên. Mà có như vậy thì những cái chương trình mình nói chung là nghệ thuật là sẽ càng ngày càng đi lên, và quý vị khán giả cũng càng ngày càng không có thể nào mà mình khán giả không cảm thấy là mình có vẻ bị chán nản, tại vì mình phải coi những cái gì mà nó cứ đều 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 vậy là thì không có tốt. Bây giờ mình góp ý các em làm được thì Tài rất vui. Nhiều khi mình góp ý vậy mà các em ra làm còn hay hơn như vậy nữa, tại vì các em trong đầu các em nó được, các em các cháu nó đã có những cái suy nghĩ, những cái nhận thức về nghệ thuật, cái khả năng các em nó đã có. Nhưng mà nhiều khi các em đang ở trong cuộc, các em không nhìn thấy, mình là những người ở ngoài mình nhìn thấy, mình góp ý thì các em thấy đúng thì các em làm, các em thấy sai thì các em không làm vậy thôi. Nhưng mà góp ý mình vẫn là cái người chủ động.
Trong khi làm giám khảo của rất nhiều mùa và rất được khán giả Vĩnh Long yêu thích thì Chí Tài, Chí Tài là hành rất là hàn lâm về về âm nhạc rồi. Tất nhiên Chí Tài thường đánh giá về yếu tố diễn xuất của các bạn khi mà diễn xuất các cái bài hát. Vậy thì theo nhạc sĩ Danh Hài, cái yếu tố diễn xuất nó có đóng vai trò như thế nào khi mà trình diễn bài hát, và các bạn cần phải trau dồi như thế nào? Thật sự trước khi Tài chuyển qua lĩnh vực diễn hài gọi là diễn xuất thì cái Tài từ hồi nhỏ đã quan niệm là khi mình làm nhạc sĩ thì lúc mình chưa làm, mình chưa đi hát, mình chỉ là tính là đi đàn thôi. Thì trong 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 trái tim, trong tâm hồn của Tài là đã có chữ diễn xuất ở trong rồi. Có nghĩa là sao? Mình là nhạc sĩ thì mình có thể đứng đàn, đứng yên cũng không ai nói gì mình, tại vì mình chỉ là vai trò nhạc sĩ. Nhưng khi Tài bắt đầu mê, say mê học đàn guitar thì Tài đã có những cái ý tưởng là không phải là mình đứng đàn như vậy không đâu, mà mình phải có những cái lắc lư, những cái gì đó mình làm trên sân khấu để cho nhìn người ta thấy nó sống động hơn. Tại vì quý vị cứ tưởng tượng đi, ví dụ cũng một bài hát, bài hát đó là tiết tấu nhanh, nhanh đánh mà mình cứ ngồi nhìn đánh, quý vị cảm thấy rất buồn. Nhất là chưa kể đến gương mặt, có nhiều người sinh ra gương mặt nó không vui, nó cứ buồn. Mặc dù cái bài của ta rất là vui, ví dụ là người này em yêu ơi, em ủ ủ em ô, mà cứ cái mặt nó đâu có vui, nó phải thì khán giả này quan niệm là khán giả mình khi người ta coi á, người ta sẽ thấy cuốn theo, bị thu hút theo cái diễn xuất cũng như là cái cách trình diễn của người nhạc sĩ đó. Lúc đó là đã nghĩ ra như vậy rồi, thì khi chuyển qua vấn đề mà diễn xuất thì Tài rất là đặt nặng cái vấn đề đó. Ngoài cái giọng hát hay ra, chúng ta cần phải có một cái biểu cảm trên gương mặt, cũng giống như là cách diễn xuất của mình. Có nhiều ca sĩ hát, có nhiều người hát rất hay, nhưng khi lên thì người ta lại thiếu đi những cái động tác, những cái diễn, hoặc là ánh mắt nhìn vào ống kính, giống như Tài đang nhìn với mình bây giờ. Nếu Tài nói chuyện hồi nãy giờ mà Tài cứ ngồi vậy, vì cảm thấy như thế nào? Nó không có biểu cảm được. Thành ra là Tài quan niệm là khi hát hay, ngoài cái giọng hát ra, mình phải nhìn vô cái gương mặt người ta biểu lộ. Từng ánh mắt rất quan trọng. Con mắt là cửa sổ tâm hồn mà, thì nói lên tất cả những cái gì mình đang để trong lòng hoặc là trong trái tim. Thành ra là Tài rất là đặt nặng những vấn đề hát cũng phải có diễn xuất và biểu cảm. Thì trả lời câu hỏi của anh là Tài cần những gì từ những thí sinh, là Tài cần ngoài giọng hát ra diễn xuất biểu cảm như thế nào để mình truyền tải đến cái nội dung cũng giống như là tình cảm của bài hát mình đang trình diễn. Các ca sĩ có thể học gọi là phương pháp diễn hay là tập luyện như thế nào theo cái kinh nghiệm của nghệ sĩ gần 40 năm qua, của nghệ sĩ Chí Tài gần 40 năm qua thì nên như thế nào? Thật sự thì Chí Tài nghĩ là nó có nhiều cách. Nếu mình có nhiều em, nhiều cháu, thật sự là cái khả năng nó đã nằm trong cái trái tim người ta rồi, nó nằm trong máu rồi. Thành ra là các em có thể mình học hỏi bằng cách mình xem phim, xem những cái chương trình mà có những người ta nổi tiếng, hoặc là những người ta có đặc điểm gì diễn xuất, mình có thể học từ đó. Hoặc là mình có thể đi tìm những người thầy, những huấn luyện viên mà người ta có cái kinh nghiệm về diễn xuất, người ta sẽ truyền đạt được, truyền dạy được cho mình. Có nhiều cách lắm. Thành ra là một trong hai cách đó là thầy là học đi. Và quan trọng nhất vẫn là bản thân mình phải suy nghĩ cái nào, mình phải biết nhận xét là cái nào đúng,
nào sai và cái nào mình nên làm và những cái nào mình không nên làm. Cái đó phải cần sự tư vấn của chia sẻ của những người đàn anh, đàn chị, đàn chú, đàn bác đi trước. Ta sẽ truyền nhau. Quay trở lại về vấn đề chuyên môn âm nhạc, nghệ sĩ Chí Tài khi mà ngồi chấm các cuộc thi âm nhạc như là Người Hát Tình Ca và bây giờ là Số Hoàn Hảo, vậy thì thường danh hài Chí Tài đánh giá dựa trên những cái tiêu chí nào? Chí Tài đã chia sẻ những chương trình trước đây, thật sự là đầu tiên nếu mà hỏi riêng ý kiến Tài thì Tài đầu tiên xuất hiện ra là Tài dẫn tập trung vô cái ngoại hình. Là tại vì sao? Tại vì cái ngoại hình nó rất quan trọng, vì mỗi người thì một cái nhận xét mà hiện tại thì khi bước ra sân khấu nhìn cái ngoại hình các cô các cậu có một hình cao khuôn mặt đẹp thì tốt, không đẹp thì cũng sao, vậy cũng có duyên đó. Và tức là nói chung là gương mặt mình nhìn mình thấy có cảm tình thì trước khi người ta hát một câu đầu một chữ đầu mình đã nhìn mình đã có cảm tình. Và cái vấn đề quan trọng nhất là cái trang phục phải chỉnh chu. Tại vì ta tâm sự luôn quý vị, là tâm sự là này ngồi rất nhiều, có một vài trường hợp đó là quần áo không có ủi thẳng. Thật ra Tài rất là khó khi lên là phải quần áo phải thẳng, ủi phải thẳng, nhăn chút không sao mà đừng quá nhăn, và phải để ý những cái tiểu tiết trên quần áo mình mặc. Ví dụ như là áo mình nó có lồi những cọng chỉ mình phải cắt ngay. Tại đó là cái gì? Đó là trước khi mình bước lên sân khấu là mình đã chỉnh chút, tức là mình đã có cái bổn phận đó, trách nhiệm xuất hiện trước khán giả. Có như vậy người ta nhìn mình, người ta cảm tình trước nè, rồi sau đó mình cất tiếng hát lên là cái tiêu chuẩn thứ nhì, là giọng hát phải hay và phải đồng. Cái tiêu chuẩn thứ hai của Tài là giọng hát phải hay và lạ, tức là mình cố gắng mình đừng có hát giống một và thần tượng nào đó thì nó người ta sẽ nổ tai đó, người ta sẽ hưởng ứng nó, nhưng sau đó người ta lại nghĩ ô cậu này cô này hát giống thần tượng A, thần tượng B thì cũng đâu có gì đâu, thì bây giờ người ta đã là thần tượng, người ta là ngôi sao rồi thì mình khán giả người ta sẽ nghe ngôi sao, người ta cũng nghe mình. Nên mình cố gắng, nếu cái chất giọng mình nó giống thì mình cố gắng mình luyện sao cho nó khác đi một chút xíu cũng không sao. Và cái tiêu chuẩn thứ ba nữa là phải đúng nhịp, đúng cao độ và ngăn đúng trường độ. Đó là ba cái tiêu chuẩn. Và cái tiêu chuẩn thứ tư không kém phần quan trọng là mình lựa bài hát và cái giai điệu